Xin chào các viewer của kênh Minh Phụng Music nhé. Godman K200 là mẫu keyboard vô cùng đặc biệt. Đây là chiếc đàn nhận được sự tin dùng từ chính những khách hàng mới làm quen với đàn organ. Hãy theo dõi video K200 được chuẩn bị lên đến hàng trăm cây đến đại lý tại Hà Nội. Nào bắt đầu thôi. Đây là kho hàng của công ty chúng mình. Các bạn thấy trên cao là số lượng lớn đàn K200 đang xếp bên trên, đang được nhân viên đem xuống xếp thành hàng cẩn thận để biết chính xác bao nhiêu cây chuẩn bị cho đợt này. Team mình đang làm giấy xuất kho để kiểm tra tránh sai sót đủ đàn trước khi quấn hàng, ghi số lượng đàn đã xong. Ngoài K200, các bạn có thể thấy những cây piano cơ đã được bọc ni lông cẩn thận, chuẩn bị trong trạng thái tốt nhất để khách hàng mua sẽ được giao nhanh chóng nhất. Đàn được quấn ni lông kỹ càng để tránh ẩm ướt do mưa và tránh chầy xước trong quá trình vận chuyển. Mỗi lần quấn đàn sẽ là 4 cây. Nhìn lớp ni lông dày, các bạn cứ yên tâm về quá trình đóng gói và vận chuyển bên mình nhé. Mời các bạn tiếp tục cùng team quấn đàn Minh Phụng Music, chuyên cung cấp và phân phối tất cả các sản phẩm dịch vụ về âm nhạc tốt nhất Việt Nam. Công ty mình sẽ mang đến những thương hiệu hàng đầu trên thế giới để phục vụ người tiêu dùng. Chính vì vậy, Minh Phụng Music luôn đặt mục tiêu liên tục và cố gắng hoàn thiện phát triển để xứng tầm với sự tin tưởng của khách hàng. Godman K200 sở hữu màn hình hiển thị rõ nét cùng bàn phím cảm ứng lực đánh 64 âm polyphony, thư viện âm nhạc khổng lồ với 390 voice nhạc cụ và 100 điệu nhạc, khả năng kết nối USB tiên tiến để tải nhạc từ USB. Đang còn cung cấp nhiều chức năng như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, jazzbo tăng giảm tông. Ngoài những tính năng hiện đại, đàn có mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 4 triệu thôi. Quá tốt để các bạn bắt đầu hành trình học nhạc của mình. Buổi chuẩn bị đàn đã hoàn tất. Chế độ bảo hành của K200 vô cùng hấp dẫn. Bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ, để đón chờ những tập mới sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.